Rồi, xin Đây chào các bạn, rất vui các bạn trở lại đấy, kênh đây là YouTube điện của thoại mình. ấn Hôm nay continue mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách để đấy. Sau sửa khi nó cái sau lỗi khi nó là hiện ra SIM ở card đen. trên đây này các Cái bạn này, lỗi này chúng đi ta vào trong cái khi phần mà mềm chúng ta vào là game thì nó sẽ hiển thị các bạn chọn cho mình cái SIM card đen chuột này phải nhé, và cái mã lỗi là chọn Error Run as E administrator, như này nhá. Mình sẽ không đọc click cái vào thứ đây. tự sau nữa. Rồi khi các bạn ấn vào đấy thì nó sẽ hiện ra Ok, cái sau bảng khi như thế mà này. nó bị lỗi như này thì chúng Các ta bạn cần ấn phải chấp tải nhận, cho mình cái mục SIM card đen, sau đó các bạn ấn SIM cài đặt. code để chúng ta thay thế cái mục SIM Rồi code ở trong cái sau khi nó cài đặt xong, game Audition. sau Chúng khi nó ta cài đặt xong sẽ rồi điền ở trên thì Google ấy, là các bạn tiến như hành này. vào thử cái game Audition lại giúp mình. Các bạn tắt Audition. đi. Rồi tắt cái này đi, Sau đó thì tắt hết các đi. bạn sẽ Rồi các bạn bây giờ vào lại game Audition nhá. tìm tới cái đây nhá, các mình sẽ file phải. Các bạn ấn play. Các bạn lại đăng nhập lại. Ok, mình sẽ chọn cái trang web đầu tiên đi. Sau đó các bạn đăng nhập. Rồi các bạn thấy Đó, không? các bạn vào Hiện bạn tại bây giờ là đây vừa này. đến đoạn này nó sẽ hiện cái Nó có lỗi thông cái báo SIM file code để file SIM xem bây card giờ nó có đây này. báo cái Người thông ta báo đấy nữa có này. không. Các bạn vào đây để tải Ok, về. như vậy là cái game Audition nó đã vào được bình thường rồi Đó. các bạn nhé. Bây Các giờ các bạn được bạn tải chỉ miễn cần tiến phí hành một đăng lần nhập nhé. Các và bạn chơi game tải thôi. cái phần Rồi, còn bất cứ một lỗi gì thêm nữa hoặc là có cái vấn tệp đề gì này nữa các về. bạn cứ comment bên dưới, mình sẽ hỗ trợ cũng như giúp Sau đỡ các khi bạn. các bạn đã Rồi, chào các tải bạn. xong cái tệp ấy, chúng ta sẽ mở cái tệp đấy lên. Mình sẽ tải luôn. Nhưng mà cái này nó phải đợi 60 giây sau nó mới được tải này. Thôi mình sẽ không 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 đợi nó tải nữa nhé. Bây giờ mình nói giả sử như là nó cái này là cái tệp đấy đi, cái này là cái tệp SIM card đen đi. Mình sẽ ví dụ luôn là nó là cái SIM card đen như thế này đúng không, các bạn giải nén nó ra. Đó, chúng ta giải nén ra. Nó có cái mục như này, nó sẽ có một cái tệp như này. Ở đây mình đang là ví dụ nhé, nó có tệp như này. Đó, chúng ta sẽ copy cho mình, copy. Đó, ở đây thì game của mình lại không có Audition, mình sẽ nói giả sử cái đột kích nó cũng có cái mục đó, thì các bạn sẽ ấn vào cái tệp bên ngoài màn hình ấy, giả sử nó là cái Audition, cái này là cái Audition đi. Chúng ta ấn chuột phải và chúng ta ấn Open Location ở trong này. Các bạn sẽ kéo lên và chọn cho mình đúng cái tệp SIM code này, các bạn mở lên. Chúng ta paste sang này. Đó, sau đó thì chúng ta ấn vào cái tệp đó và chúng ta run as administrator ở đây. Sau khi chúng ta ấn run xong phát rồi, chúng ta sẽ tắt đi và chúng ta mở lại cái tệp đó lên xem là nó còn bị lỗi không nhé. Ok, thì video mình chia sẻ đây thôi. Nếu như chúng ta thấy hữu ích, chúng ta có thể comment phía bên dưới phần mô tả video những cái trường hợp mà các bạn thắc mắc. Các bạn hãy ấn nút like đây kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.